về chiến sự cho đến giờ này này, tức là 11 tháng 8 đó, thì Kiev và Moscow đều bị tấn công và Đức vẫn cân nhắc vấn đề tên lửa. Quý vị thấy không? Kiev và Moscow đều bị tấn công, là hai bên chiến sự vẫn dữ dội lắm trong những ngày vừa qua. Nhiều vụ nổ đã xảy ra tại thủ đô Kiev và nhiều thành phố khác Ukraine trong ngày 11 tháng 8, khi mà Nga đã ngăn chặn máy bay không người lái tại ngoại ô Moscow. Thỉnh thoảng cứ nghe những bản tin đó, cái một phía có nghĩa là bên Moscow á, nó cứ nói là nó đã hạ được bao nhiêu máy bay không người lái gì đấy, nhưng mà thực ra không có một cái gì chứng minh hết. Reuters đã đưa tin ra có nhiều vụ nổ được nghe thấy tại thủ đô Kiev vào ngày 11 tháng 8, sau khi nhà chức trách cảnh báo là không kích trên toàn quốc. Thị trưởng Klitschko đã thông báo có những vụ nổ trong thành phố và kêu gọi cư dân phải trú ẩn. Không quân Ukraine thông báo rằng Nga đã phóng các tên lửa siêu thanh Kinzhal đến Kiev, trong khi các quan chức thành phố cho hay là hệ thống phòng không đang làm việc. Các mảnh vỡ từ một tên lửa bắn rơi đã rơi xuống một bệnh viện nhi đồng nhưng không gây thương vong. Ông Klitschko cho biết các mảnh vỡ cũng rơi xuống một khu nhà ở cái quận gọi là Oberlin ở phía bắc Kiev, đã làm hỏng một phần mái ngôi nhà. Vì biết ông Klitschko này, thị trưởng Moscow đó, ông đang là vô địch thế giới đó chứ. Ông ta đã nhiều lần ông ta qua, nghĩa là tung hoành ở cái thị trường cái boxing của Mỹ này, thế giới luôn đó. Ông ta là một người có tài, đã từng nhiều lần nghĩa là đoạt vô địch. Thì bây giờ tự nhiên bị cái vụ này thì ông ta phải lo cái công việc điều hành. Thì đó là chắc là cái boxing của mình ngưng, chứ ông cũng là vẫn thuộc trong những top 10 đó. Thưa quý vị, là đài của Ukraine đã đưa tin rằng các vụ nổ cũng xảy ra tại vùng miền Trung, miền Tây của Vinnytsia. Một quan chức tại cái thành phố đó cho biết rằng hệ thống phòng không đang cố gắng làm việc. Nhưng mà chúng ta hiểu là Kiev thì nó vẫn bị yếu cái phòng không đó. Cái không lực yếu là vì xin bao nhiêu rồi máy bay mà tất cả những nước khác cứ tính tới tính lui vẫn chưa cho. Chú nói hoài rồi, đó là cái sai lầm mà NATO như Hoa Kỳ đành ngậm miệng luôn, nó biết nhưng mà đành không dám nói ra. Tức là sao? Tức là cứ đánh, cứ là cho nhỏ giọt không à. Có nghĩa là khi nào bên Ukraine nó bị đánh gần chết rồi, với lại nhá ra một chút, với để ý coi từ đầu đó. Đó là mình không hiểu là những cái đường đi của mấy ông như nào, thì mấy ông lấy cớ là sợ rằng cuộc chiến mở lớn đó, nhưng mà bây giờ thì đã lỡ mở lớn rồi, mà Nga nó cũng biết hết rồi. Vì đâu có gì đâu mà có vẻ vẫn còn ngần ngại, Đức vẫn còn đang ngần ngại là cái vụ một tên lửa tầm xa đó quý vị nhớ, vẫn chưa chính thức, hứa thôi nhưng mà chưa có cung cấp. Rồi mà cái máy bay cũng vậy, quý vị thấy không, cũng chưa có đưa cho, đó, F-15 cũng chưa có đưa cho bên Ukraine. Cùng ngày thì giới chức Nga cũng thông báo ngăn chặn được một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái là UAV tại Moscow. Trong khi đó thì Bộ Quốc phòng Nga cho biết một UAV của Ukraine đã bay đến Moscow nhưng đã bị gây nhiễu và rơi xuống. Nhà chức trách đã đóng cái không phận sân bay ở Moscow, ngừng mọi chuyến bay đi và đến, sau đó khôi phục bình thường. Đây là những biện pháp thường thấy trong các vụ tấn công trước đây. Và Đức thì đang cân nhắc cái vấn đề gửi tên lửa hành trình cho Ukraine. Ngày 11 tháng 8, dẫn nguồn tin an ninh cho hay là chính phủ Đức đang đối thoại với công ty sản xuất vũ khí là MBDA của châu Âu về việc cung cấp tên lửa hành trình Taurus cho Ukraine. Ukraine đã thúc giục Đức phải cung cấp tên lửa này có tầm bắn hơn 500 km và được phóng từ các chiến đấu cơ như là Tornado, F-15. Đó. Tên lửa hành trình có thể bay ở tầm thấp và khó bị phát hiện bởi radar. Tên lửa này cũng thường được dùng để tấn công các mục tiêu có giá trị cao ở sau cái phòng tuyến đối phương, như là các bông cơ chỉ huy hay là kho vũ khí nhiên liệu, sân bay và các cây cầu, thưa quý vị.